Chợ đông lắm các bạn, chợ đông lắm, nhưng mà mình đến chợ thì mọi người đang kêu ế. Đấy, có người thì bàn nhau dắt về. Đấy, bởi vì là cái số lượng mà cung cấp thì quá là nhiều và số lượng tiêu thụ thì rất là ít các bạn. Nên châu tuần trước thì mình thấy là bán cũng chạy chạy, nhưng mà tuần này đến đây thì mình thấy châu bò rất là nhiều. Và một số người bán đang kêu ế và chưa bán được. Đấy, đấy là tình hình so với hiện tại bây giờ. Còn buổi tối thì mình không biết các bạn. Với cái tình hình này thì mình thứ nhất là mình cũng mong rất là các bạn thông cảm, đi hỏi giá rất là khó khăn. Đấy, bởi vì là người ta đang ế nên là người ta có một số kênh người ta báo là đi Trung Quốc được, bây giờ là lại không đi Trung Quốc được nên nên người ta không bán được, người ta rất là bực mình các bạn. Đấy, nên hỏi giá là rất là khó khăn, vì vậy mong các bạn thông cảm nhé. Đấy, video hôm nay chủ yếu là mình đi quay, nói chung là chúng ta đi đâu thì tùy cơ ứng biến lên đấy các bạn. Châu lên giá, châu lên giá. Lại cứ nói sóc nhau. Kiểu đấy là nói gọi đòn nhau đấy. Mọi người đang ế, mọi người cứ trêu nhau là trâu lên giá. Bây giờ chúng ta hỏi vào phát là dính đòn ngay các bạn. Mà tốt nhất thì hôm nay là chúng ta lẳng lặng. Ôi ôi. Ok, chùi đấy. Các YouTuber ở đây. Không phải YouTuber. Bây giờ mọi người đang bàn dắt nhau về để bán cho đỡ lỗ. Không thì bán bây giờ là người ta trả rẻ quá, trả ấy quá nên bị lỗ, người ta bắt cao ấy. Bây giờ chợ này không bán được nên một số bác đang bàn này dắt về. Đấy là so với tình hình như vậy các bạn. Ôi thật sự là hôm nay rất là khó khăn các bạn. Chợ rất là đông. Đấy, từ đầu kia đến đầu này. Đấy, hôm nay chắc là phải trên ngàn con trâu mất đấy. Đấy, ok các bạn nhá, chợ này nhiều lắm các bạn. Phải 2-3 ngàn con trâu. Nhưng mà một số chủ buôn thì họ không bán được. Nên một số chủ mình nghe họ bàn nhau là chắc là dắt trâu về. Nếu mà bán thì lỗ đến khoảng chục triệu, 20 triệu các bạn. Chợ rất là đông. Mỗi tội là không hỏi được ai các bạn. Video này chắc là mình chủ yếu là tâm sự cùng với các bạn ở trên chợ phiên là chính thôi các bạn.
Khó khăn thật đấy ạ. Thật sự rất là khó khăn. À, đầu kia cũng đông mà đầu này cũng đông các bạn. À, hôm nay thì là mình thấy tốc độ thì bán chậm hơn so với tuần trước các bạn. Vì vậy mà số lượng trâu tồn đọng ở đây rất là nhiều. Mình đang ngó xem cái chỗ nào người ta đang giao dịch các bạn. Nhưng mà toàn thấy người đi lại đây cũng không thấy ai giao dịch lắm nên chưa biết là đi đâu và về đâu. Ở trên cao này. Ở trên cao này quay cho các bạn xem. À, ví dụ là bây giờ đi hỏi thì người ta cũng không kiểu không báo giá thật ấy. Ví dụ bảo con này đáng nhẽ là bán là khoảng 50 nhưng mà người ta chỉ bán là tầm 35 40 thôi. Đấy. Kiểu đấy nó rất là khó các bạn. Chợ đông thế. Mỗi tội là hôm nay bán chậm. Đây, một loạt cái buộc ở đây các bạn này. Mà mọi lần mình đi là người ta đã đánh dấu hết rồi nhưng mà bây giờ thì thấy loa đây buộc vẫn chưa bán được. Và mỗi người thì là người thì ít nhất phải một con, nhiều thì 6-7 con, có người thì hơn chục con các bạn, rất là nhiều châu bò. Nhưng mà tỷ lệ hôm nay công nhận là bán chậm. Mình có thể đang đứng ở trên cao để quan sát thì là nguyên nhân bán chậm thì đợt trước là đi được Trung Quốc. Đấy. Mọi người đổ xô nhau nên dân bản người ta mua. Sau đó là Trung Quốc lại đóng cửa nên châu bò này tồn lại. Thứ hai là nói chung là người ta mang chợ đến châu nguồn cung cấp nhiều quá ấy. Nguồn tiêu thụ thì không có nên châu đang tồn đọng rất là nhiều. À, với những cái tình hình này mà đi hỏi trong cái bối cảnh mà chúng ta đi kiểu này mà chúng ta đi hỏi thì rất dễ phát sinh ra những mâu thuẫn. Đấy, nên mình đành ngồi trên này để quay review cho bạn xem. Nói chung là nội dung hôm nay thì mình muốn báo cho mọi người xem là chợ. Đông lắm các bạn. Đấy, mình đang xem mà thấy ai giao dịch mà không thấy ai giao dịch các bạn. Buồn ơi là buồn. Hôm nay thì thoải mái ngắm. À, nếu mà các bạn muốn ngắm châu bò thì mời các bạn lên vào hôm thứ bảy nhé. À, hôm thứ bảy như kiểu mình đang đi này thì châu bò rất là nhiều. Còn đến sáng chủ nhật là người ta một là bán được hết, hai là người ta mang về. Đấy. Nên các bạn đi thì các bạn đi vào trưa thứ bảy là nhiều châu bò nhất các bạn. Thank you.
Ôi. Sau hôm nay là cảm giác là hơi buồn các bạn, không hỏi được ai và hỏi người ta cũng không trả lời cơ. Đấy. Bởi vì là cái cảm giác người ta đang đang bị thua lỗ, đấy, cũng không dám hỏi. Vì vậy rất là mong quý vị các bạn thông cảm. Đấy. Có lẽ là mình sẽ cập nhật thông tin thường xuyên với xem người ta bán như thế nào. Nhưng mà đối với thời điểm hiện tại thì trâu bò rất là nhiều và thương lái hỏi mua rất là ít. Ví dụ như là người thương lái người ta hỏi con này thì chủ này báo cao quá nên là thương lái lại không mua, nên nó lại ế. Không biết là đến tối, chiều tối thì như thế nào thì mình sẽ cập nhật vào video khác để cho quý vị các bạn xem. Hẹn mọi người vào video sau nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.